Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tiêu dùng thông thái của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ ngạt khí tại Bình Dương, ngày 25 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện 666 CDTTG yêu cầu các cơ quan chức năng hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị điện đúng quy định, bảo đảm an toàn. Để bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng máy phát điện, cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý một số vấn đề sau. Ngay từ khi đổ nhiên liệu phải thao tác ở nơi không có ngọn lửa, tia lửa điện, thuốc lá vì hơi xăng dầu bay ra có thể gặp nguồn nhiệt gây cháy. Phải tắt máy phát điện và để nguội trước khi tiếp nhiên liệu vì xăng dầu đổ vào động cơ đang nóng có thể bốc cháy. Máy nổ và máy phát điện không nên đóng và ngắt đột ngột, nên đóng điện máy nổ và máy phát điện, sau đó khoảng vài phút rồi mới bật dần các thiết bị điện như tivi, quạt. Cần tính toán không để máy quá tải gây cháy. Chỉ sử dụng loại nhiên liệu được khuyên dùng theo hướng dẫn sử dụng máy phát điện hoặc được ghi trên nhóm máy. Máy phát điện cũ kém chất lượng thì lượng khí xả càng lớn vì nhiên liệu không được đốt cháy hoàn toàn và chỗ còn thừa sẽ trở thành khí độc. Vì vậy, khi mua máy phát điện, các gia đình nên chọn loại có hiệu suất biến đổi năng lượng cao để tiêu thụ tốt số xăng dầu đưa vào, biến nó thành điện thay vì khí thải độc hại. Không bao giờ sử dụng máy phát điện cơ động trong gara, nhà để xe, tầng hầm, gầm sàn hoặc ở một nơi khép kín hoặc khép kín một phần, ngay cả khi có thông gió. Việc mở cửa sổ hoặc dùng quạt cũng không thể ngăn ngừa khí CO tích tụ trong nhà. Lưu ý, bạn không thể ngửi thấy carbon monoxide.